Xin chào các em. Cô giới thiệu, cô là Trần Thị Hằng, giáo viên bộ môn sinh học trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng. Cô rất là vui hôm nay được đồng hành với các em trong tiết học này. Hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu bài số 39, đó là bài biến động số lượng cá thể của quần thể. Tiết học hôm nay gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là biến động số lượng cá thể. Nội dung thứ hai đó là nguyên nhân gây ra biến động và sự điều chỉnh số lượng cá thể trong quần thể. Bây giờ chúng ta cùng vào bài. Bây giờ các bạn, các em quan sát cho cô hình thứ nhất. Đây là vào mùa mưa, ếch nhãi đẻ trứng. Hình ảnh thứ hai, đây là rừng U Minh bị cháy năm 2002. Các em nhận xét về số lượng cá thể rừng tràm U Minh sau khi bị cháy và số lượng cá thể ếch. Chắc chắn các bạn cũng thấy rõ được đó là cá thể ếch vào mùa mưa số lượng cá thể tăng và rừng tràm U Minh sau khi bị cháy thì số lượng cá thể tràm giảm. Như vậy sự tăng hay giảm số lượng cá thể trong quần thể người ta gọi là biến động số lượng cá thể của quần thể. Biến động số lượng cá thể của quần thể gồm có hai loại. Thứ nhất đó là biến động theo chu kỳ và biến động không theo chu kỳ. Biến động theo chu kỳ, đây là biến động là sự tăng giảm số lượng cá thể của quần thể sinh vật mang tính chu kỳ theo sự thay đổi có tính chu kỳ của điều kiện môi trường. Kiểu biến động thứ nhất đó là biến động theo chu kỳ ngày đêm. Theo các em có loài sinh vật nào mà số lượng cá thể ban ngày tăng, ban đêm giảm và ngược lại? Cô ví dụ đó là loài vi khuẩn lam, số lượng cá thể tăng vào ban ngày, do vào ban ngày nó lấy cường độ ánh sáng mặt trời để sinh trưởng và phát triển. Còn đối với động vật nội thì số lượng tăng vào ban đêm bởi vì chúng tập trung để sinh sản. Biến động theo chu kỳ tuần trăng hay là hoạt động thủy triều, đây là rươi. Và dân gian chúng ta có kinh nghiệm đi đánh bắt rươi, đó là tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5. Vì sao như vậy? Bởi vì loài rươi nó đẻ rồ vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 âm lịch. Và rươi thì người ta làm rất nhiều món, trắng đỏ có cái món chả rươi rất là đặc biệt. Và các bạn, em thấy đây là loài, đây là gà. Thường chúng ta mua cua gà vào đầu và cuối tháng âm lịch, còn giữa tháng thì chúng ta không nên. Bởi vì thời điểm này là thời điểm cua gà lột vỏ, cho nên nó thường là bị ốp. Để chuẩn bị cho lột vỏ thì nó thường là nó nhìn ăn, cho nên nó sẽ nở ít thịt. Đồng thời là khi mà nó lột vỏ xong thì cơ thể của nó là tăng lên khoảng 10%, cho nên thịt cua như vậy nó nở ra và nó bỡ. Và chúng ta hay nói đối với chim én thì vì sao chim én nó lại mang mùa xuân về? Bởi vì thường vào mùa xuân thì chim én nó tránh rét ở phương Bắc và di cư về phương Nam. Và đây cũng là cái tập tính của động vật, đây là biến động số lượng cá thể theo chu kỳ mùa. Biến động số lượng cá thể theo chu kỳ mùa còn nhiều ví dụ khác, ví dụ như thế này cô có nói đó là số lượng cá thể ếch nhãi tăng mạnh vào mùa mưa, hoặc là ví dụ như muỗi số lượng tăng nhanh vào mùa hè. Do vậy chúng ta thấy ra vì sao về mùa hè thì thường là bị dịch sốt xuất huyết, và chúng ta phải làm gì để mà ngăn chặn dịch sốt xuất huyết? Đối với Bộ Y tế có một câu khẩu hiệu đó là không có loang quăng thì không có sốt xuất huyết, cho nên chúng ta xử lý các cái vật dụng mà chứa nước để không cho muỗi đẻ trứng, rồi chúng ta diệt loang quăng hoặc là chúng ta phát quang bụi rậm để cho không có muỗi sinh trưởng và phát triển. Kiểu biến động thứ tư đó là biến động theo chu kỳ nhiều năm. Đây là sơ đồ biến động của số lượng thỏ và mèo rừng Canada có chu kỳ biến động là từ 9 với 10 năm. Trên sơ đồ này là sơ đồ màu đỏ là sơ đồ chu kỳ biến động của thỏ, và màu xanh đó là sơ đồ biến động của mèo rừng. Và trên sơ đồ chúng ta thấy rằng thỏ và mèo rừng Canada có chu kỳ biến động khoảng từ 9 tới 10 năm. Vì
Thỏ là thức ăn của mèo rừng, cho nên chúng ta thấy rằng chu kỳ biến động của hai loài này là với tương đương nhau. Ví dụ thứ hai trong chu kỳ biến động theo chu kỳ nhiều năm, đó là ở đồng rêu phương Bắc, cáo và chuột lấy mút thì nó có chu kỳ biến động từ bộ 3 tới bộ 5. Cũng tương tự như vậy, với cái ví dụ của thỏ và mèo rừng thì chuột lấy mút là thức ăn của cáo, cho nên đây là mối quan hệ giữa vật ăn thịt và con mồi có chu kỳ biến động như nhau. Ví dụ thứ ba đó là ví dụ về chu kỳ biến động nhiều năm của cá cơm ở biển Peru. Ở biển Peru thì cá cơm có chu kỳ biến động là từ 10 tới 12 năm, do dòng nước nóng Niño đổ về làm cho nhiệt độ nước của biển nó tăng, và do vậy số lượng loài chim biển nó cũng biến động theo phù hợp nguồn thức ăn của chúng. Ngược lại với biến động theo chu kỳ thì chúng ta thấy rằng ở miền Bắc của nước ta có những năm thì trâu bò nó chết rất là nhiều vào những năm là mùa rét đậm. Hay là ví dụ như đây là hình ảnh của vịt chết vì dịch cúm AH5N1, và đây là kiểu biến động số lượng không theo chu kỳ. Như vậy biến động số lượng không theo chu kỳ là sự tăng giảm số lượng cá thể của quần thể sinh vật một cách bất thường do bão lụt, cháy rừng, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường hoặc là do khai thác tài nguyên quá mức của con người. Chúng ta có ví dụ khác về biến động số lượng không theo chu kỳ. Ví dụ như là cháy rừng U Minh Thượng năm 2002 làm cho số lượng cá thể tràm giảm nghiêm trọng. Hoặc là chúng ta vẫn nhớ là cơn đại hồng thủy ở Thừa Thiên Huế năm 1999, nó làm cho số lượng cá thể của nhiều quần thể động thực vật giảm. Đây là sơ đồ biến động số lượng cá thể thỏ không theo chu kỳ ở Australia. Thì chúng ta thấy rằng số lượng cá thể thỏ giảm vào năm 1969 và cuối năm 1971. Do là virus nó gây bệnh u nhầy ở thỏ. Bây giờ chúng ta xem lại các cái ví dụ mà cô vừa trình bày, đó là ví dụ về biến động số lượng cá thể. Ví dụ như cáo ở đồng rêu phương Bắc thì nguyên nhân ở đây đó là do chuột lấy mút chẳng hạn, hoặc là ếch nhái do lượng mưa, cá cơm ở biển Peru thì do dòng nước nóng. Vậy thì tất cả những cái nguyên nhân này thì chúng ta chia thành vào hai nhóm nhân tố sinh thái tác động đến, đó là nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh và nhóm nhân tố sinh thái vô sinh. Phần nhân tố sinh thái thì chúng ta đã học ở bài trước rồi. Như vậy, nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố sinh thái hữu sinh nó tác động đến quần thể sinh vật như thế nào? Thứ nhất, đó là ảnh hưởng nguyên nhân gây ra biến động số lượng do nhóm nhân tố sinh thái vô sinh. Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh là những cái nhân tố của vật lý, hóa học của môi trường nó tác động đến. Và vì sao người ta gọi đây là nhóm nhân tố không phụ thuộc vào mật độ? Ví dụ, có ví dụ như là chúng ta học đối với cá rô phi Việt Nam có cái ngưỡng về nhiệt độ là từ 5,6 cho đến 42 độ C. Như vậy nếu như trong quần thể mà số lượng cá thể nhiều hay ít nhưng nhiệt độ của môi trường là nhỏ hơn 5,6 độ C thì số lượng cá rô phi nó cũng bị chết. Cho nên đây gọi là nhóm nhân tố không phụ thuộc vào mật độ. Và nhóm nhân tố này nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái sinh lý của cá thể và do vậy nó làm giảm sức sinh sản, giảm khả năng thụ tinh, giảm sức sống của con non và làm số lượng cá thể trong quần thể giảm. Thứ hai đó là nguyên nhân do nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh. Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh đó là giữa mối quan hệ giữa các sinh vật với sinh vật và đây gọi là nhóm nhân tố phụ thuộc vào mật độ. Ví dụ như chúng ta đã học thì nếu như mật độ cá thể trong quần thể lớn nó vượt kích thước tối đa thì sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể nó tăng lên và do vậy là các cá thể trong quần thể, những cá thể nào không sống được, không thích nghi được nó có thể là chết. Những cá thể ví dụ như ở động vật mà cạnh tranh không nổi thì nó sẽ di cư tách đàn. Cho nên đây gọi là nhóm nhân tố phụ thuộc vào mật độ. Và nó ảnh hưởng đến sức sinh sản, đến tỷ lệ tử vong, cái khả năng phát tán và gây ra biến động mạnh về số lượng cá thể. Có ví dụ
như là đối với các loài chim, sự cạnh tranh về nơi làm tổ thì nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến cái số lượng trứng, số tỷ lệ trứng nở ra. Hoặc là ví dụ như một số động vật mà nó không có khả năng bảo vệ vùng lãnh thổ thì số lượng cá thể của nó lại phụ thuộc vào số lượng loài ăn thịt. Hoặc là ví dụ như đối với những động vật mà nó có khả năng bảo vệ lãnh thổ, ví dụ như là sư tử hay hổ, thì sự cạnh tranh giữa các cá thể để mà cạnh tranh giành về vùng lãnh thổ thì nó làm giảm số lượng hoặc là nó ảnh hưởng đến số lượng cá thể. Như vậy, khi số lượng cá thể trong quần thể tăng hoặc là giảm thì trong quần thể nó sẽ có cơ chế để điều chỉnh. Vậy nó điều chỉnh bằng cách nào? Các em nhìn cho cô nghiên cứu sách giáo khoa và các bạn em điền cho cô ở cái sơ đồ này. Những cái dấu chấm 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 ở bên này. Ban đầu khi quần thể ban đầu với số lượng cá thể nhất định, môi trường thuận lợi, thức ăn dồi dào thì mức sinh sản như thế nào? Tử vong, nhập cư, xuất cư. Tương tự như vậy, đối với khi số lượng cá thể trong quần thể tăng cao, môi trường không thuận lợi thì mức sinh sản tử vong như thế nào? Như vậy, khi ban đầu với quần thể số lượng cá thể nhất định, môi trường thuận lợi thì mức sinh sản nó sẽ tăng, tử vong giảm, nhập cư tăng và xuất cư giảm, làm cho số lượng cá thể trong quần thể tăng. Và đây đó là cơ chế điều chỉnh tăng số lượng cá thể. Ngược lại, đối với quần thể có số lượng lớn, môi trường không thuận lợi, thức ăn khan hiếm, kẻ thù nhiều thì sinh sản sẽ giảm, tử vong tăng, nhập cư giảm, xuất cư tăng, cạnh tranh cùng loài tăng và nó làm giảm số lượng cá thể ở trong quần thể. Như vậy, sự điều chỉnh số lượng cá thể trong quần thể, đó là các quần thể trong các môi trường xác định thì nó luôn có xu hướng tự điều chỉnh số lượng bằng cách tăng hoặc là giảm kích thước thông qua các cái tỷ lệ, đó là sinh tử, tỷ lệ xuất cư và tỷ lệ nhập cư. Và các cá thể trong quần thể nó điều chỉnh như vậy để giúp cho quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền. Trạng thái cân bằng của quần thể. Thì như vậy, trạng thái cân bằng của quần thể là số lượng cá thể trong quần thể ổn định, nó phù hợp với cái khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Vậy có phải là tất cả các quần thể ở trong tự nhiên đều nó luôn cân bằng? Điều này là có một số quần thể là không. Có ví dụ như là quần thể tê giác của Việt Nam. Chúng ta thấy rằng nếu như năm 1989 thì các nhà khoa học tìm thấy là khoảng còn 15 con tê giác sống ở vùng lưu vực sông Đồng Nai. Nhưng mà do cái nạn săn bắt buôn bán sừng tê giác, cho nên cuối cùng là tháng 4 năm 2010 thì con tê giác cuối cùng bị bắn hạ. Và loài này đã đưa vào cái danh sách là tuyệt chủng. Do vậy là không chỉ các ở Việt Nam mà các nước là ký công ước để bảo vệ các cái loài động vật hoang dã, để nó giúp cân bằng sinh thái. Và đối với trong nuôi trồng thì chúng ta có thêm một ứng dụng nữa, đó là ứng dụng việc nuôi trồng để khai thác tài nguyên sinh vật hợp lý hơn để đạt kinh tế cao. Như vậy, bài học hôm nay thì các em lưu ý cho cô một số vấn đề sau. Thứ nhất, đó là các cái khái niệm phân biệt được biến động theo chu kỳ, biến động không theo chu kỳ và cho được các ví dụ. Bây giờ chúng ta trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm. Câu thứ nhất, biến động số lượng cá thể của quần thể là? Đáp án A, tăng giảm số lượng cá thể.
Đáp án B, tăng giảm diện tích cư trú. Đáp án C, tăng giảm số lượng cá thể đực cái. Và đáp án D, tăng giảm thể tích cư trú. Như vậy chúng ta dựa vào khái niệm thì chúng ta sẽ thấy rằng biến động số lượng cá thể của quần thể chính là tăng hoặc giảm số lượng cá thể. Và ở đây như vậy chúng ta loại trừ hai đáp án. Đáp án thứ nhất đó là tăng giảm diện tích cư trú và tăng giảm thể tích cư trú. Còn lại đáp án A và C, tăng về đáp án C, tăng giảm số lượng cá thể đực và cái. Như vậy giả sử trong trường hợp tăng giảm số lượng cá thể đực hoặc cá thể cái nhưng nó không làm tăng số lượng tổng số cá thể trong quần thể thì không phải là biến động số lượng cá thể của quần thể. Như vậy chúng ta loại luôn đáp án C và đáp án A, đó là tăng giảm số lượng cá thể. Ta qua câu thứ hai. Biến động số lượng cá thể của thỏ và mèo rừng ở Canada theo chu kỳ 9 đến 10 năm. Hiện tượng này là biểu hiện A, đó là biến động theo chu kỳ ngày đêm. B, biến động theo chu kỳ mùa. C, biến động theo chu kỳ nhiều năm. Và D là biến động theo chu kỳ tuần trăng. Chúng ta thấy biến động số lượng thỏ và mèo rừng Canada theo chu kỳ đến 9-10 năm. Thì như vậy đây là biến động số lượng theo chu kỳ nhiều năm. Đáp án C. Câu số 3. Biến động nào sau đây là biến động theo chu kỳ? Câu thứ nhất, số lượng bò sát giảm vào những năm có mùa đông giá rét. B, số lượng vật nuôi giảm mạnh sau những trận lũ lụt. C, nhiều sinh vật rừng bị chết do cháy rừng. D, ếch nhái có nhiều vào mùa mưa. Như vậy câu A, biến động bò sát giảm vào những năm có mùa đông giá rét thì đây là biến động không theo chu kỳ. Câu B, số lượng vật nuôi giảm mạnh sau những trận lũ lụt, đây là biến động không theo chu kỳ. Nhiều sinh tương tự như vậy, câu C, nhiều sinh vật rừng bị chết do cháy rừng, đây là biến động không theo chu kỳ. Và ếch nhái có nhiều vào mùa mưa, đây là biến động theo chu kỳ. Chúng ta có đáp án D. Hiện tượng nào sau đây phản ánh dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không theo chu kỳ? Câu A, ở Việt Nam, hàng năm vào mùa thu hoạch lúa ngô thì chim cú gáy xuất hiện nhiều. Câu B, ở Việt Nam, mùa xuân khí hậu ẩm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều. Câu C, ở miền Bắc Việt Nam, số lượng ếch nhái giảm vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 8 độ C. Và câu D, ở đồng rêu phương Bắc, cứ 3 đến 4 số lượng cáo tăng lên gấp 100 lần sau đó giảm. Như vậy câu hỏi đó là hiện tượng nào sau đây phản ánh dạng biến động số lượng không theo chu kỳ? Câu A, hàng năm ở Việt Nam vào mùa thu hoạch chim cú gáy xuất hiện nhiều, đây là biến động theo chu kỳ mùa. Câu B, ở Việt Nam mùa xuân khí hậu ẩm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều, đây là biến động theo chu kỳ mùa. Tương tự như vậy, ở đồng rêu phương Bắc, cứ 3 đến 4 năm, số lượng cáo tăng lên gấp 100 lần sau đó giảm, đây là biến động theo chu kỳ nhiều năm. Ở câu C, ở miền Bắc Việt Nam, số lượng ếch nhái giảm chỉ vào những năm nào, mùa đông nào giá rét, nhiệt độ xuống dưới 8 độ C, thì đây là biến động không theo chu kỳ. Bài học hôm nay là hết. Chào các em và chúc các em học tốt.